Rồi hết hiểu rồi. Trước khi bắt đầu video thì anh em nhớ bấm cho mình nút like với đăng ký kênh để tạo động lực cho mình ra những video hay và chất lượng hơn ha. Và mình là Miss Forgotten Memories đêm thứ ba. Nếu mà tao nhìn vô mấy cái badge thì tao thấy là đêm thứ ba là con Foxy. Ồ, căng này nha. Con Foxy căng lắm á. Đêm thứ nhất là con Freddy, đêm thứ hai là con Bonnie, đêm thứ ba là con Fussy á, là con cáo á. Con đó thì tao không biết nó hoạt động sao hết á. Tại vì cái đêm 1, đêm 2 là mình chơi ba thằng mà kiểu quằn quại mấy tiếng đồng hồ mới xong cái đêm 2. Bây giờ đêm 3 còn 2 thằng rồi, thằng còn lại cúp điện rồi. Mấy cái đêm thứ 2 tao được trả 980 đô á. Đêm thứ 3 không biết làm ăn sao đi. Đây đêm thứ 3, gọi đêm thứ 3 con Fussy. Từ đó là coi chơi lơ rồi. Rồi mệt rồi đó. Nếu mà tính theo khu vực thì con Freddy là nó sẽ ở cái chỗ dining, còn cái con Binny là con thỏ, nó sẽ ở bên cái chỗ sửa điện. Con Binny là nó ở bên Loading Dock. Đúng rồi, nó ở bên Loading Dock. Còn con Foxy á, nó cũng nằm trong cái khu vực dining này luôn, chung với con Freddy, là hai con ở bên khu vực arcade. Ủa nó có cái này là cái gì đây? Ủa 5.000 đô nè mày. Ủa tự nhiên chưa làm gì hết cái được 5.000 đô ở trên đây nè mày, coi có không? Có. Ủa, tự nhiên chưa làm gì hết cái được 5.000 đô trời. Sướng thế nhờ. Kiểu này giàu to rồi đó. Để tao cái đi mua xăng rồi vô tôi đốt nhà. Ok. Gì vậy? Ui. Tự nhiên gặp nó ở đây trời. Theo thường lệ thì mấy con này nó sẽ không bao giờ nó đi vô đây đâu. Chừng nào mà mình bị nó được á, mà mình chạy vô đây thì nó sẽ đi hay vô đây luôn. Con kia nó đi cho ta con bị. Ôi mày nghe tiếng, cái tiếng gì không mày? Tiếng thằng nào hát karaoke. Nó đang đứng ở chỗ đó mình ơi. Nó chặn cái đường mà đi lên, đi qua cái lối đi góc luôn đó. Nó đứng ở ngoài để ngoại luôn. Xíu mình đi đường bọc qua. Vô sau đi, vô sau đi. Đừng đứng ở gần đó. Ê con gì kìa mày? Ôi tao vừa mới thấy có con gì nó chạy tới, nó đứng trước cái cổng chính đó, nó đứng nó lắc. Mày đừng có đứng yên quá, mày đứng yên quá là cái con đó xuất hiện á, mày đi tới lui. Không, nó đứng ở ngoài cổng chính lận. Đó nó nói nữa nè, mày qua đây, qua chỗ tao. Con Foxy. Qua đây. Nó nè. Ui. Trời cái. Ủa con Foxy là sao ta? Tao không hiểu cái cách hoạt động của nó mày. Hai chỗ, cái ok với lại cái khu kia nè, ráng nha mày. Tao sợ quá trời sợ rồi. Nói trước. Tao thấy. Con Foxy hồi nãy tao thấy nó chạy lẹ lắm á. Bây giờ mày ráng mày qua cái khu vực sửa điện đi. Tao qua bên ok. Ui. Trời đất. Hết hồn trời. Mày qua bên khu vực sửa điện đi. Tao bên ok cho. Ở đây có một cái đường bọc qua bên ok á. Ở đây có một cái đường bọc qua bên cái khu vực sửa điện á. Con Freddy. Ủa vậy mà nó cũng thấy á trời. Mày sửa được ok chưa? Mấy con này nó quay lưng lại, mình đi sau lưng nó vẫn thấy được mình hả ta? Tao hết oxy rồi nè. Chết chưa? Mới sẵn được có một cái hả? Chết rồi đó. Con Freddy nó cứ đứng ở đây, nó đứng ngay cái cổng ok luôn, không vô được. Nó khó gì trời. Anh còn có mạng mày ơi. Cái ok không qua được rồi. Chết luôn á, chạy cũng không kịp luôn. Mày còn mạng không? Rồi hết pin rồi. Cuối cùng nè. Tao cũng còn có mạng cuối cùng rồi mà tao thua rồi, không thấy gì hết á. Thôi thua rồi, game này thua mày ơi. Game mới đi. Cái con Foxy nó di chuyển kiểu gì vậy? Hồi nãy tao thấy nó ảo lắm mày. Tao thấy nó chạy tới chỗ mày rồi, rồi tao với nó đứng kế bên luôn mà, kiểu nó không làm gì tao hết á. Còn Freddy thì nó đứng nó cam ở bên ok chứ. Đêm thứ tư là con Chica, cái con mà màu vàng vàng á, là nó ở ngay cái chỗ sửa điện luôn á. Nhưng mà con Chica đêm thứ tư, chứ đêm thứ ba chưa đâu. Đêm thứ ba con Foxy. Ở mày nghe cái tiếng hát chưa? Nghe tiếng hát không? Nghe tiếng hát không? Mình coi cam coi đi. Tao đứng canh cửa, tao nghe tiếng nào hát karaoke á. Cái con Foxy nó ra rồi mà chắc mày phải đóng màn á. Tại là chỗ này tao nhìn nè, nó chạy rồi, nó chạy từ bên ok qua. Bị tới 3 giờ đó, về xuất phát để không rồi xuống cúp điện rồi không có đi được đó. Con Foxy là tao lo là con Foxy thôi. Ơi xíu nữa mày qua bên cái khu sửa điện á, mày đi cái đường bọc ở đây nè. Chung với tao. Tới đó là 2 hàng tảng này là vừa. Ủa cái đó con Foxy hay là con Freddy vậy? Tao thấy con gì nè. Trời. Trời. Nó còn đứng ở đây. Ui. Chết mẹ rồi, cái cao ke nó đóng rồi. Ok bị gì? Bó đỏ hả? Chết rồi, con Foxy đang ở đây á, Foxy đang gần đây đó. Cẩn thận Foxy á. Ủa Foxy hình như nó mà không mắc được mục tiêu là nó chạy hẳn về nhà của nó luôn. À, gà đây tao có bị giật mình. Trừ Freddy nha, Freddy ở nghe ok á. Vậy thôi mày qua ok đi. Một mình tao bên cái khu sửa điện cho. À, mệt nè. Này chuột Freddy nó cam ngay cái cửa ok luôn. Hết hồn vậy. Rồi tao mới bị cái gì đó nó hù. Trời ơi, nó hù liên tục luôn. Giờ tao qua đây tao gặp Binny nữa thôi tao chết quá mày ơi, ghê quá. Không biết con Binny nó có đang ở gần đây không nữa, lo vậy. Nó chạy qua ok không kịp, tao bị hù rồi, má nó cam ok luôn. Con Freddy hả? Vậy thôi để tao restore điện lại cho. Ừ tao nói thiệt ở bên ok mới là khó. Ok 2 con rồi. Không, con Foxy theo tao thấy là nó sẽ có một cái thời gian nhất định nó chạy ra mà nó nếu mà nó không bắt được cái mục tiêu của nó là nó sẽ quay về luôn, nó không ra nữa. Đó là theo tao thấy đó. Ghê quá mày ơi, đây tao restore điện nè. Ôi đang restore điện mày trời. Tao đang restore điện cái tao bị con Golden nó giết rồi mày. Con Golden Freddy á. Khó tà. Ủa, con Binny nó đang ở nhà. Binny đang ở nhà mình luôn á. Để tao ráng biết kịp không nữa. Đây tao tới ok rồi nằm. Mới tới ok là nằm luôn á trời. Tao nằm tao bị con có ít mi gì nè. Trời ơi hợp nhát. Rồi. Tao đai luôn à. Thôi thua nữa. Trời ơi khó trời. À khó quá. Mẹ sao thằng Khang là bị cúp điện hết nhờ. Cái gì ta, cái đêm 3 mà muốn qua được mình cần có kế hoạch cụ thể. Ừ chứ rồi không có ai canh ở nhà canh chứ, có người ở nhà canh là mình qua cái chỗ kia mình cam chứ rồi. Thì cho nên thiếu một tay nó khó gì đó, từ để tao tính thôi. Con Foxy để nhận biết được nó mày chỉ cần để ý là lúc mà nó ra nó sẽ hát một cái bài karaoke của nó. 3 giờ là bắt đầu á. Rồi, con Foxy nó hát karaoke rồi đó. Nó ra rồi đó, con Foxy. Tao nghe. Ok. Tao ở đây tao núp đi. Tao đứng đây kiểu im ru à, kiểu không biết khi nào mình chết đấy. Tao sợ quá. Tao sợ đồ bị hư hại rồi chạy ra sửa, cái đó mới là cái mà tao sợ nhất đó. Rồi sao cái màn nó mở ra nhanh vậy? Mẹ vừa đóng như cái nó mở ra liền luôn trời. Tao có kiểm tra mấy cái thành tựu của game. Thì tao thấy là đêm thứ tư là con Chica, đêm thứ năm là con hộp nhạc. Tao không hiểu đêm thứ năm là sao luôn á, thắc mắc vậy. Đủ. Không sao. Đủ. 4 giờ rồi mà chưa có. Rồi. Ở trên mình ơi, số 2 á, số 2 á Bình. Số 2 Bình. Hồi nãy mày nói cái dưới là số 1. Ôi chết rồi, bên ok nữa chứ. Chết rồi, con Binny nó đang bên tao. Từ từ để tao đọc đường cái. Rồi đi. toilet và ok luôn á. Có gì nếu mà có chết á thì hồi sinh lại đóng cái màn nha. Không biết cái màn nó mở ra chưa nữa, nhưng mà tao nghĩ chắc nó sắp mở rồi đó. Nè, còn Freddy ở đây nữa chứ. Freddy nó phải được tao. Thời gian cứ chạy thôi, mà cứ cầm cự đi. Ok, tao vô ok rồi. Tao nghĩ chắc tao chết trong ok luôn á. Rồi, mày đi từ từ, mày đứng chạy rồi. Lúc mà nó quay lưng, mày đi từ từ được chạy. Từ từ. Rồi ok, tao sửa ok rồi, Quay về lo cái hộp nhạc là được. Quay về liền. Đây, đang tranh thủ. Nó đi lang thang ngoài này ghê với cứt. Đây, để tao quay về tao lo. Chứ rồi con Binny nó ở nhà mới ghê chứ. Úi, kịp. Điện tao mới mở lên 2 cái luôn đó. Rồi, ổn rồi đó. Đêm nay qua rồi mày ơi, 5 giờ rưỡi rồi. Ôi tao công nhận đêm 3 chơi tính toán kỹ sẽ là qua dễ vậy luôn. Hồi nãy tao tưởng là cái hộp nhạc tao lo không kịp chứ ai về đâu kịp. Quyên ơi, 5 giờ 35. Trời, tao tưởng là đêm 3 con Foxy nó phải gì chứ ta. Không, phải tao nói bắt đầu từ đêm thứ tư mới khó. Tại đêm thứ tư là ở bên cái chỗ sửa điện của mày có con Chica. Mà nãy mày đi sửa điện mày thấy con Chica nó đang ngồi không? Hay. Đêm thứ tư nó mới hoạt động. Là lúc đó bên khu sửa điện chua dữ lắm đó. Quyên ơi. Rồi, đơn giản thế nhờ, mà tao tưởng đâu là khó lắm. Win. Ở đêm 3 nó cũng đơn giản ha. Ồ, bắt đầu từ đêm 4 với đêm 5 nó mới khó nè mày. Bên mày 2 con, bên tao 2 con đó. Gì vậy? Ở mày có nhận được cái đơn gì không mày? Chợ quá. Đồng ý Hứa ơi. Ủa, cái đơn đó là đơn gì vậy? Đơn cứu chợ hả? Cứu ai? Quay sẵn bàn là chiến lược hết. Cái con Freddy là nó sẽ đi trong cái khu vực ok với lại Einstein. Nãy giờ tao thấy là vậy. Rồi con Binny nó sẽ đi cái khu vực Loading Dock. Nói chung là cái Loading Dock là gần nhà mình luôn á. Nó sẽ đi ở bển. Còn con Chica tao nghĩ chắc chắn là nó sẽ đi ở ngay khu sửa điện á. Nó đi hết cái khu vực sửa điện luôn con Chica. Tao thấy để normal chơi dễ mày, thôi để hot đi chơi gió khó. Nãy giờ là bàn tán là cũng hơi lâu rồi đó. Để hot đi ha. Mình lại phải đêm 4. Đó đêm 4 nguyên cái hình Chica luôn nè. Lật ra đi. Rồi chuẩn bị ha. Đêm 4 4 con. Con hộp nhà là xuất hiện hết tất cả các đêm rồi. Ừ, con Chica thì chắc chắn là nó đi vòng vòng ở trong cái khu vực sửa điện rồi đó. Rồi đó, thức tỉnh rồi đó. Bữa giờ là tao thấy con Chica là nó ngồi ở đó nó ngủ. Chắc cũng 3 đêm đầu rồi đó. Giờ đêm thứ 4 là thức rồi đó. Mệt rồi đó. Để khó chơi cho nó đã. Chứ tao thấy đêm 3 mình qua kiểu nhàn quá. Con Freddy, Binny, Foxy, 3 con đó thì tao nắm rồi. Con Chica thì tao chưa biết. Trời, tao thấy cái đêm 4 cái màn nó mở lẹ vãi cứt. Chưa gì rồi nó mở ra tới luôn rồi nè. Đến giờ khó mà. Vậy nó mới đã. Chơi phải có cái gì đó cho nó hóc búa một xíu thì nó mới tê được. Tính ra bên tao chưa có gì xảy ra đó. Ờ chết rồi, cái con Binny nó đang ở nhà tao. Con Binny với con Foxy luôn mày. Giờ mà oxy tắt là hơi chua. Oxy tắt thì tao vẫn lết qua ok, tao sửa được. Con Freddy thì tao nắm cái đường nó đi rồi. Tao lại sợ con Foxy thôi. Rồi con Foxy nó qua tới tao rồi. À, mém chết. Tao thấy tao được chăm sóc kỹ lưỡng mày. Con Binny nó tới chỗ tao rồi, con Foxy nó ghé qua một cái nữa. Ồ, xíu cái điện 2 mà hư rồi, tao không biết sao qua. Nói cam đừng đó. Tao qua bên ok đi. Ủa con Foxy nó chưa có về ổ mày ơi. Chết rồi, chết tao rồi. Nữa tí gì chết. Con Foxy nó chưa về ổ. Nó còn đứng ở nhà tao luôn nè mày. Chết rồi. Chết rồi, Bình ơi, chạy qua ok đi Bình ơi, con Foxy nó cạp nhà tao luôn rồi, nó không về ổ mày ơi. Trời ơi, con búp bét nữa. Chết rồi, cái điện khu vực 1 con Foxy nó không về ổ luôn, nó đứng nó cam ở nhà tao luôn mày. Chết tao thiệt chứ. Tao qua điện khu vực 1 rồi. Để tao ráng tao qua. Ok. Ủa con Foxy nó chưa về ổ. Chết rồi, làm sao đây? Rồi Foxy về ổ rồi. Rồi con Freddy đi. Ồ ok với mày nè. Không tôi nghĩ chắc mình chết rồi đó, mình chết chắc rồi đó. Mày hết oxy rồi, hết oxy rồi. Mà con Freddy nó đứng ở đây nè. Con Foxy nó cạm ở nhà tao luôn á, tao ra ok không được vậy. Chắc có khúc đó mày phải ra ok á Bình ơi. Rồi quay về sao chạy kịp ra ok, mình chết ở cái đoạn này rồi. Thôi xui, hên xui. Đi đi. Trời, không tài nào kịp đâu mày ơi. Ra đi Bình, nó đang chung scare tao. Bây giờ chạy vô hết oxy luôn. Không, hồi nãy mình tính sai rồi. Tao vẫn chưa có nắm rõ 100% cái cách hoạt động của con Foxy. Cái trường hợp xấu mà con Foxy nó cam nhà tao á, mà bên ok đang bị hư á thì mày chạy hay một bạch qua ok luôn. Chết rồi, con Binny nó lo, nó ở nhà tao rồi. Ôi à, xui chứ trời. Chết mạng hả? Ồ, chừng nào chết tao kêu. Tao bị giật mình thôi. Mấy con này giật mình thì chưa gì hả? Mới 2 giờ à? 2 giờ chưa gì xảy ra đâu. Phải tầm 3-4 giờ kìa mới có chuyện. À tao không biết nữa. Hồi nãy normal á 3 giờ là có chuyện xảy ra. Mình đi sửa hết thôi là quy luôn. Mấy còn để hot không biết làm sao nữa. Rồi con Foxy ra ổ rồi đó. Tao bắt đầu tao gặp chuyện nè. Rồi mém chết. Hên. Foxy đâu? Báo cáo liền, có gì hư chưa? Chưa. Rồi Foxy về ổ rồi. Ủa nó chưa về ổ? Phải cứt à. Ôi. Trời ơi. Rồi tao hiểu cách hoạt động của Foxy rồi. Mày chết chưa? Chưa. Tao chết tao nói. Rồi, điện khu 2. Điện khu 2. Rồi con Binny đang ở nhà tao. Điện bên khu 2 nha Bình. Ok. Nó đang cạm trước đường tao đi. Ừ, con Binny nó đang đứng trước cửa nhà tao nè. Rồi tao hiểu cái cách hoạt động của Foxy rồi. Hên thôi bên ok chưa có bị hư gì hết. Con Foxy tao hiểu cái cách hoạt động rồi là nó sẽ đi tuần tra. Nó mình đi tuần tra mà nó không thấy có con mồi là nó tự động quay về ổ à. Con Foxy là vậy á. Rồi hư 2 chỗ luôn Bình. Bên mày 2 chỗ luôn đó. Rồi bên ok nữa chứ. Từ. Con hộp nhạc cái. Rồi tao qua bên ok đi. Chết rồi, bên ok báo đỏ mới ghê chứ. Không sao đâu Bình ơi, cứ ráng mở điện lại là được. Tao ráng tao hồi phục cái ok cái. Chết rồi, con Freddy ngay đây chứ. Rồi, tao vô ok được rồi. Hay à, ổn. Rồi oxy về. Ráng điện về nữa là được chứ không. Đâu ra được, cái con đó đang cặp dưới cửa. Từ. Con đó mày chạy rồi, nó chạy theo mày, nó nghe theo tiếng động á. Con Chica hả? Ôi, rồi, ơi tao bị Golden Freddy giết rồi mày ơi. Không sao, còn một mạng. Mày chết chưa? Chưa, đang tới cái hộp đầu tiên. Rồi time evolution mất điện là thời gian nó sẽ bị đóng băng. Đây đứng trước mặt tao luôn, tao không dám di chuyển luôn rồi. Hên sửa được cái ok cũng đỡ một phần. Cái con Chica. Tao vừa mới quay mặt ra nó giết tao luôn. Con Chica là nó nghe theo tiếng bước chân hả? Rồi con Foxy đi tuần tra nữa rồi mày ơi. Time evolution rồi bây giờ phải khởi động lại điện thì đồng hồ nó mới chạy tiếp. Qua được bên khu điện không? Foxy đi tuần tra rồi đó. Rồi chua rồi đó. Đó rồi, con Binny thì bên trái, con Foxy nó bên phải. Ui, hết rồi, núp đi mình ơi, núp đi mình ơi. Bị cướp. Cái quạt thỏng à. Bây giờ tao với mày đổi ca đi, tao bên khu điện cho mày, bên mày ở nhà với OK. OK. Mà cái con Chica là nó hoạt động sao? Nãy là khi mà mày ở gần đó, lỡ mà mày quẹo qua mày có gặp nó đi, mày đứng yên liền để nó đi ra chuyện khác rồi mày hãy đi tiếp. Tại khi mà mày ở phạm người gần đó mày đi là nó sẽ đi theo mày. Không, đừng nhìn nó, đừng nhìn nó, mày quay mày tạo ra tiếng động liền. Là đứng bất động luôn hả? Không được quay cam luôn hả? Đúng rồi. Trời, hồi căng rồi nha, hồi vô. Dứt điểm, đêm 4. Ồ. À, tự nhiên mẹ Khang tự nhiên cúp điện. Nó đã làm phia rồi còn tăng ca nữa. Ừ. Cái đêm 5 là cái đêm mà tao thắc mắc nhất á. Đêm 5 tự nhiên nó để hình con hộp nhạc, từ từ cúp cái điện thoại cái ồn quá. Rồi đi đây. Chica. Đây là tới khu sửa điện rồi đây. Con Chica nó đi ở khúc nào vậy? Mày nghe tiếng chân nó, mày nghe tiếng chân nó mày đứng yên liền. Mà nghe được tiếng chân nó thì nó cũng nghe được tiếng chân mày đó. Đây nào mà mày hết rồi, nghe rồi. Tiếng chân nó mày đi tiếp. Rồi nghe rồi mày ơi, nghe rồi. Gặp con Chica là mình đứng bất động luôn, là kiểu như buông tay khỏi bàn phím với chuột luôn hả? Đúng rồi. Trời ơi, căng rồi nha, con Chica này nó kỹ vãi. Chuẩn bị 3 giờ đó, còn 10 phút nữa 3 giờ. Nếu mà bên OK bị hư á, thì mày tranh thủ đóng màn lại rồi mày đi gấp luôn. Tao mày đổi ca hợp lý luôn. Bây giờ mày sẽ biết ở nhà là tao chứng kiến những cái gì. Mày con cáo nó cứ đi ra đi vô. OK ổn rồi đúng không? Ôi sao tao bắt đầu ho rồi mày? Chưa, cũng phải đi đi, cam trong giọng này à. Rồi tao bắt đầu ho rồi mày ơi. Nó cứ cam trong giọng này hoài rồi sao tao ra? Rồi, toan rồi. Ui, rồi, tao nói thiệt chết là nghe cái đoạn OK là thua luôn cái game á. Ôi nó con Binny ruột mày. Rồi hết điểm rồi. Lại đi. Rồi game nó còn có là maybe wrap the ring kìa. Tức là chơi game căng thẳng quá, uống miếng nước đi cho đỡ căng thẳng. Ủa căng à. Không sao. Nó vô đây tao có bị cái này làm giật mình trời. Ui. À rồi, hiểu cách hoạt động Chica rồi. Ờ sao con Chica nó đứng lâu quá vậy mày? Đứng lâu rồi, nó đang nghe tiếng chân nữa con. Mày đứng yên đi. Trời tao thấy nó đứng trình đỉnh này, nó không thèm di chuyển luôn nè. Ôi con Chica, trời con Chica ngộ vậy ta. Hèn gì hồi nãy sửa điện không kịp. Đang nghe tiếng động đó. À, bây giờ mày vô cái camera là mày thấy tao á. Tao đã đứng đối diện với nó luôn á. Tao thấy nó đứng đây luôn, mày nó không làm cái gì hết á. Nó không đi chỗ khác luôn. Ủa phải có cách nào để cho nó đi chỗ khác chứ nó đứng lâu vậy rồi sao chơi? Mày chui vô tủ trốn đi. Chui tủ sát bên là nó sẽ đi ra chỗ khác. Mày vừa chui vô đủ chạy ra liền luôn. Mày vừa quay đầu nó chạy ra mày liền luôn, thấy không? Mày giúp nhẹ là mày chết liền á. Thấy. Con cáo ra mà tao không biết luôn á. Tao đang coi camera lên chết đụng nó giết tao luôn. Giờ mày mất hết mạng rồi hả? Vậy là mình còn 3 mạng á, tính thêm 2 mạng của tao nữa là 3. Điện 2 với ác kèo hư luôn. Điện 2 hả? Rồi, tranh thủ qua ác kê đi. Tao đối phó với con Chica tối đụng nó chưa đi nữa, nó đơm ra luôn rồi. Ai? Con sói á, nó chưa đi nữa, what the fuck, nó đơm ra chết mẹ tao luôn rồi. Hết rồi. Bên OK hả? Ừ, OK với điện 2. Chết rồi, con Chica nó đứng ở bên trái này mà cái đường ra của tao nằm ở bên trái. Thì đồ ráng tao bắn mà OK, không biết tao qua OK kịp không nữa. Mày cứ đi đi, tao check đường cho. Đó, cái đường qua OK nhanh nhất của tao đó. Ồ, con cáo về chuồng rồi. Ê! Đi vô, nó quẹo anh kia vô. Chưa, nó chưa quẹo, nó vẫn đứng ở chỗ đó. Rồi nó quẹo rồi. Rồi tôi nghe tiếng nào nó hú lên vậy. Rồi. Gì tiếng con gì vậy? Ôi từ từ. Sao bị phát hiện ta? Nó quẹo kia thôi nha. Tao quay về tao đóng cái rèm lại. Ok. Tao không biết bên điện nó làm sao đây nè, thêm cái rèm ở nhà nữa. Ra được. Rồi ra đằng trước mặt. Có coi hiện trước mặt. Từ từ. Đi tới. Tới để tao coi với. Con hộp nhạc ra rồi. Rồi. Ủa, Win, trời. Á, câu giờ vậy mà vẫn được trời. Ngon rồi đậu má. Thôi phải cướp luôn á. 1.400 đô, ngon. Ngon rồi đó, coi vừa anh em mình làm tốt đó. Vụ này làm tốt đó, hai thằng. Quá mời Khang vô trừ lương Khang luôn. Ừ. Đó, anh em thấy kế hoạch trong kế hoạch như thế nào? Sau khi mà hoàn thành xong 4 đêm là chúng ta sẽ có 4 cái logo ở trên đầu. Khá là chất anh em ạ. Và tôi nói thiệt, quằn quại vãi cứt. Nếu mà anh em muốn xem tiếp về cái con game Forgotten Memories này á, thì dù sao thì tôi cũng còn một cái đêm nữa là đêm cuối cùng rồi. Thì anh em hãy để lại video này 1000 like, thì tôi sẽ làm tiếp cái con game này đêm cuối cùng. Và mình là Miss, nếu anh em thấy hay thì nhớ để lại cho mình một like với đăng ký kênh. Và mình sẽ hẹn gặp lại anh em vào những video sau.